Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin GDP màu hồng và sự tài tình của đảng. Ngày 10 tháng 2, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam, GDP và câu chuyện về những con số. Theo tác giả, một nửa sự thật là chỉ số GDP và bình quân GDP cho mỗi đầu người luôn tăng lung linh bảy sắc cầu vọng. Trong khi đó, một nửa cái bánh mì là phần thu nhập khả dụng của người dân đang cạn kiệt tác giả dẫn các báo lề phải. Theo đó, con số về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2023 đang nhảy múa từ 4,7% đến 5,05%. So với mục tiêu 6,5%, kết quả đạt được dù tính theo phương pháp nào cũng khá khiêm tốn. Tác giả cho rằng, đối với nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam hay Trung Quốc, nơi mà vai trò quản lý nhà nước mang tính quyết định và khối doanh nghiệp quốc danh vẫn đóng vai trò chủ đạo thì chỉ số tăng trưởng GDP và bình quân GDP cho mọi đồng người còn gánh vác cả trách nhiệm chính trị là sự khẳng định về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng cũng như tính chính danh chế độ. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, không bỏ lại ai phía sau, được coi là cú cánh cho mọi cuộc đàn áp về nhân quyền, tự do ngôn luận hay tín ngưỡng. Tuy vậy, những con số này có phản ánh đúng về tình trạng thu nhập và sức sống của người dân hay không. Tác giả cho hay, con số này rất trái ngược với thực tế đời sống của đa số người lao động hiện nay. Năm 2023 là năm ghi nhận số doanh nghiệp đóng cửa cao kỷ lục với hơn 14.400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường mỗi tháng. Mới chỉ bước qua tháng 1 năm 2024, cả nước ghi nhận tới hơn 53.900 doanh nghiệp đóng cửa. Sài Gòn ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp sụt giảm tới 21,4% so với tháng trước và 15% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là chỉ dấu rõ ràng của một cuộc đổ vỡ cả về kinh tế lẫn niềm tin xã hội. Tác giả cho biết có nhiều phương pháp tính GDP và bản thân chỉ số GDP có nhiều lỗ hỏng, cho nên nếu chỉ nhìn vào quy mô GDP thì không thể đánh giá hết nguồn lực và thực lực của nền kinh tế. Trong thống kê và kinh tế học vĩ mô, GDP không phải chỉ là chỉ tiêu quan trọng nhất Ngoài GDP, các chỉ tiêu như thu nhập quốc gia, thu nhập quốc gia khả dụng, thu nhập từ sở hữu, chi trả sở hữu, chuyển nhượng tức cơ bản là kiều hối và tiết kiệm là những chỉ số quan trọng. Trong đó đặc biệt chỉ số tiết kiệm quyết định nguồn lực cơ bản để tái đầu tư. nền kinh tế Việt Nam gần như không có tiết kiệm và do đó không có nguồn lực để tái đầu tư. Và đây là hình thủ tướng Phạm Minh Chính, người đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam hiện nay tác giả nhận xét, điều kỳ lạ là trong các báo cáo kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam, trong gần 20 năm nay, hầu như không bao giờ tham khảo và xét tới các chỉ số này. Giới chức Việt Nam ưa thích sử dụng GDP, bình quân GDP đầu người, và có đó là phong biểu kế vạn năng duy nhất. Trong khi GDP đầu người khó lòng phản ánh xác thực mức sống của người dân. Do đó vẫn theo tác giả, các nhà kinh tế và thống kê trên thế giới dùng một chỉ số khác, chỉ số thu nhập bình quân đầu người nghĩa là thu nhập bình quân đầu người là tổng tất cả các nguồn thu nhập từ lương, các nguồn sinh kế và các khoản thu nhập khác được cho, tặng, thừa kế, đền bù, tiền mừng, tiết kiệm chia đều cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Ví dụ năm 2023, Việt Nam nhận tới 16 tỷ đô la kiều hối, đây cũng là một khoản cấu thành thu nhập bình quân đầu người. Tác giả đánh giá, phía sau con số tăng trưởng GDP màu hồng là một bức tranh xám xịt chỉ số GDP và bình quân GDP đầu người được dùng để phô trương thành tích, trong khi các chỉ số kinh tế phản ánh chính xác hơn mức sống của người dân như bình quân thu nhập đầu người hay thu nhập quốc gia khả dụng, tiết kiệm đều vắng mặt trong báo cáo của chính phủ. Có lẽ đó chính là sự tài tình của Đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin GDP màu hồng và sự tài tình của Đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Dân lo, Đảng tỏ lo không? Ngày 8 tháng 2, Báo Tiếng Dân có bài Đất lành chim đậu, đất không lành, chớ đậu nghe chim của nhà báo Mai Bá Kiếm tác giả cho biết chính xác là 5 ngày, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 1, có 399 chuyến bay rỗng đến Tân Sơn Nhất để chở hàng chục ngàn khách về miền Trung, miền Bắc. Tương tự, xe lửa và xe đò cũng chạy xe rỗng đến ga Hòa Hưng và bến xe miền Đông để chở khách về hướng Bắc. Nguyên nhân đơn giản là không có người miền Nam đi hướng Bắc để mưu sinh. Năm 1990, tác giả ra Hà Nội, tường thuật kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 8. Phương Dung là phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn tác giả đi ăn bún dọc mùng, tức Bạc Hà, ở phố Lò Đúc của một bà người Bắc, có chồng là người Bình Dương, tập kết. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Năm 2001, Phương Dung lại dẫn tác giả đến nhà Bác Đê ở phường Kim Mã, người Long Xuyên tập kết, sống với một con gái nuôi. Bản chất tò mò, tác giả hỏi, vì sao không về Nam? Bác Lò Đúc trả lời, cha mẹ, anh chị em không còn, Lúc tập kết độc thân, cưới bà dọc mùng từ năm 1958, đã quen cơm Hà Nội. Bác Đê thì nói, lấy vợ 3 năm chưa có con, tập kết lấy vợ Hà Nội cũng không con. Sau năm 1975, mới biết vợ cũ có 5 con, với một lính quốc gia, ông buồn ở lại Hà Nội với con gái nuôi. Qua Bác Đê, tác giả gặp bác có tập kết lái xe cho tòa đại sứ Tiệp, có vợ Hà Nội, không còn thân nhân. Bác Đê cho biết còn hai bạn tập kết ở Gia Lâm và Sóc Sơn, quá xa nên không dẫn tác giả đi gặp được. Sau đó tác giả viết bài, những cán bộ tập kết chịu cơm Hà Nội. Bình Nguyên là phóng viên báo tuổi trẻ nói với tác giả, em nghĩ đề tài này lâu rồi mà anh viết trước. Và đây là hình đất miền Nam xưa màu mỡ, nay trở nên khô hạn. Tác giả nhận xét, Hà Nội sát nhập Hà Tây và một số huyện của Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Hạ tầng giao thông xa lộ cao tốc ở phía Bắc, thông suốt vắng người. Đường xá ở miền Tây Nam, phần chật hẹp, nhà cửa ọp ẹp, dân nghèo hơn miền Bắc, vậy mà họ không tha phương ra Bắc cầu thực. Tác giả cho rằng đất lành không cấu thành bởi hạ tầng kiến trúc tốt, mà đất lành hình thành từ tấm lòng bao dung của dân sở tại. Đất lành không do vàng trong dân còn nhiều, mà do dân xứ đó hào phóng, không có vàng, vẫn mượn tiền để tiêu xài. Theo tác giả, thị trường tiêu thụ ở miền Nam lớn đến độ, miền Bắc và miền Trung đến mưu sinh, còn có dư đem về. Chính phủ Mỹ mang nợ công nhiều nhất thế giới, dân Mỹ đều mua nhà, mua xe trả góp, sinh viên Mỹ vay tiền đi học. Toàn dân ăn trước trả sau đã tạo nên thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Vì vậy, các chế độ độc tài, thù Mỹ vẫn muốn giao thương với Mỹ cho con định cư ở Mỹ. Và đây là hình sơ đồ kinh đào Phù Nam. Tác giả lo lắng, bình luận, rồi đây khi Campuchia đào xong kinh đào Phù Nam, nước Mê Công đổ ra Vịnh Thái Lan, Tiền Giang, Hậu Giang sẽ cạn nước, 18 triệu dân sẽ nghèo đói, hết tiền tiêu xài, thiếu người hảo tâm bố thí, triệt tiêu thị trường tiêu thụ miền Nam. Đáng lo nhất là mỗi Cà Mau hết chỗ, lùi theo trục di dân một chiều từ Bắc vô Nam. Tác giả cảm thán làm sao vui xuân khi nghĩ đến viễn cảnh như vậy đây. Quả thật, đất lành miền Nam những năm qua, đang bị xâm hại nặng nề. Các thủy điện lớn nhỏ trên dòng sông Mekong đã chặn đi dòng nước, dòng phù sa và cả nguồn thủy sản đổ về đồng bằng sông Cửu Long, khiến vùng này trở nên khô hạn và bị nước mặn xâm nhập ngày càng sâu, hiện tượng sụt lúng bất thường ngày một nhiều. Một khi kinh đạo Phù Nam hoàn tất, cũng là lúc chiếc đinh cuối cùng đóng lên nắp quan tài đồng bằng sông Cửu Long dán xuống. Và đồng bằng này phải chết, không còn phương cứu chữa dân lo đảng có lo không khi mà đảng không làm gì để ngăn chặn dự án phụ nam thậm chí còn tiếp tay hủy diệt đồng bằng sông cửu long khi mua điện từ thủy điện của lào vốn là những công trình chặn nước từ thượng nguồn mekong đổ về quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin dân lo đảng có lo không xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới